Lẹ 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 đi mọi người, chuyến này là Mến đi xa thật rồi, giờ không biết sao luôn. Cái chị này là người nước ngoài, người Tây, chị không biết nói tiếng Việt. Chị có nhắn tin cho Mến là ngày mai đây này. Ngày mai là thứ mấy heo? Ngày mai đây là thứ ba, 4 giờ chiều chị qua quán Mến. Chị đăng ký là 3 tô 100 triệu. Chị hỏi Mến là chị ăn được tô phở 6kg trong 20 phút thì hai tô của em là bao nhiêu? Thì Mến nói là hai tô của em chỉ có 4,4 kg, còn 3 tô thì 6,6 kg. À, vậy thôi, vậy cho chị đăng ký là 3 tô. Trời ơi trời, mà cái này người nước ngoài nữa chứ. Mà Mến kiểu mình lỡ theo lao rồi, chắc giờ phóng lao luôn, Mến nhận kèo luôn rồi. Bây giờ chị đang trên máy bay. Rồi chị chiều 4 giờ chiều là chị lại quán Mến. Có gì Mến sẽ live stream cho mọi người xem nha. Bây giờ Mến hồi hộp quá, hơi run run ấy, lo ghê luôn. Nhưng mà đã chơi rồi thì thôi, mình cố gắng mình chơi cho nó vui nha mọi người.